chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh tiểu sử người nổi tiếng và sau đây là tiểu sử trùm giang hồ tí điên trùm bảo kê bến xe miền đông bến xe miền đông là đầu mối vận chuyển hành khách lớn nhất thành phố hồ chí minh đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ với hàng trăm công ty vận tải, hàng nghìn đầu xe xuất bến mỗi ngày. Hiện tượng tranh giành khách vị trí bến đỗ thời điểm đăng tài giữa các công ty vận tải thường xuyên xảy ra. Bên cạnh đó trong và ngoài bến xe miền Đông có hàng trăm dịch vụ sinh hoạt giải trí nên tại đây thường xuyên xảy ra các vụ tranh giành tranh giới địa bàn kinh doanh. Từ năm 2010 tại bến xe miền Đông hình thành một băng nhóm tội phạm trên 10 đối tượng dưới vỏ bọc là nhân viên các công ty vận tải để hoạt động bảo kê đòi nợ thuê cho vay nặng lãi cưỡng đoạt tài sản cố ý gây thương tích cầm đầu băng nhóm này là nguyễn văn tý tự tý điên sinh năm 1986 nhân viên công ty vận tải an sinh quê quán tây ninh hộ khẩu thường trú quận thủ đức cầm đầu tổ chức tội phạm tại khu vực bến xe miền đông bảo kê nhà hàng nam sơn ba đàn em cấp một của tý điên là dương văn lành sinh năm 1981 quê quán trà vinh nhân viên công ty xe khách an sinh lành là trợ thủ đắc lực của tý điên đi đầu trong những vụ hành hung gây thương tích với những đối tượng có mâu thuẫn với tý bảo kê nhà hàng nam sơn quán quận bình thành lành luôn đem theo một cây gậy sắt ba đoạn dài 80 cm mỗi khi hành sự khi kể đến đàn em của tý điên phải nhắc đến nguyễn quốc mạnh sinh năm 1986, quê an giang tạm trú cư xá thanh đa phường 27 quận bình thạnh mạnh là nhân viên đồng thời là bảo kê cho công ty hoàng long Nguyễn Công Chính sinh năm 1970, em ruột mạnh, là nhân viên công ty xe khách Minh Phương. Với việc bảo kê một công ty xe khách lớn nhất nhì, cả nước, Chính luôn có mặt trong các vụ đụng độ cùng tí, mạnh. Đinh Hoàng Dũng, tự Dũng Ba Lê sinh năm 1963, ngộ phường 14, quận Bình Thạnh. Có 3 tiền án tiền sự về tội trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích, luôn làm theo mệnh lệnh của tí điên trong các vụ cưỡng đoạt tài sản. Bên cạnh đó, nhóm của Tý Điên có hàng loạt đối tượng khác đều có má mặt tại bến xe miền Đông. Chúng hùng hổ đến nỗi mỗi khi nhắc đến, người dân ở đây đều cảm thấy hoang mang, lo lắng. Băng của tí Điên cho các tiểu thương chủ xe, tài xế xe khách và những người buôn bán nhỏ khu vực bến xe miền Đông vay tiền với lãi suất cao 30% một tháng. Hàng ngày tí cử người đi thu tiền lãi, người nào trả chậm chúng dùng vũ lực đe dọa và cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, băng nhóm của tí đứng ra dàn xếp bảo kê, các đầu xe vận tải hành khách để lấy tiền hàng tháng và ép khách phải mua vé hoặc đi xe cho khách cho chúng bảo kê. Ngoài ra chúng còn bảo kê cho các quán nhậu như Nam Sơn quán 2, 3. Phương tiện gây án của chúng chủ yếu là đao kiếm, gậy sắt và súng. Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 23 tháng 7 năm 2010, anh Lê Đức Lợi sinh năm 1959, ngủ ở phường 4 Gò Vấp, tài xế taxi biển số 50Z1415, chở khách vào cổng bến xe miền Đông thì bị lành, mạnh và một số đối tượng khác chặn lại, ép anh lợi và yêu cầu để chúng dẫn khách vào mua vé, ăn tiền cò. Anh lợi không đồng ý, chúng dùng cây sắt đánh mớp sọ với tỷ lệ thương tật 58 7%. Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 23 tháng 6 năm 2011 tại lô 910, anh Nguyễn Hữu Bình nhân viên kho hàng của xưởng Hoàng Long do mâu thuẫn với chính anh ruột của Tý bị nhóm đối tượng trong đó có Quý, đàn em của Tý đánh trọng thương. Một nhân viên tinh Thành đến can ngăn cũng bị chúng đánh gây thương tích. Khoảng 21 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2011, anh Phan Văn Xuyên, trưởng điều hành Bến Xe Miền Đông, trên đường đi làm về, đến đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, bị các đối tượng đàn em của Tý chiếm gây thương tích. Ngày 20 tháng 10 năm 2012, chị Nguyễn Thị Kim Mỹ, sinh năm 1966, ngộ phường 3, quận Gò Vấp, chủ xe khách biển số 53S5536, chạy trước tài của tên Sơn, tự sơ mặt quỷ. Sơn nhờ thanh ve chai, phước hói, tìm chị Mỹ đòi phải đưa cho chúng 20 triệu đồng. Chị Mỹ cầu xin chúng bỏ qua thì chúng lấy 3 triệu. Tháng 8 năm 2011, xe khách viện số 51B-02079 do anh Phạm Gia Bảo làm chủ bị một nhóm thanh niên đi xe máy đuổi đến cầu ông bố Bình Dương đập bể đèn xe vì xe của anh Nguyên dám giành khách của công ty cổ phần Tân Quý. Ngày hôm sau, Thanh Vê Chai và Đen Bà Tím cùng 8 đối tượng khác gọi Bảo đến một quán cà phê yêu cầu đưa 10 triệu cho bọn chúng đi nhậu để dàn xếp nếu không chúng tiếp tục đập phá xe. 13 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2012, đàn em của Tý, chính và hơn 10 đối tượng khác đập bể đèn xe và kính của xe khách của bà Dương Thị Mai thuộc công ty cổ phần xe khách Phi Long và hành hung âm lép, phụ xe. Các đối tượng yêu cầu bà Mai phải nộp tiền cho chúng nếu không xe của bà tiếp tục bị đập phá. Khoảng 15 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2012, Nguyễn Kim Anh, chủ quán Nam Sơn quán 3, đến điểm bán vé số của ông Lê Văn Sĩ, Quốc lộ 13, khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Mua 12 tờ vé số mà có hai đầu số mà anh thích. Nhưng ông sĩ chỉ bán cho anh 6 tờ. Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Anh hùng hồn tuyên bố sẽ đem quân dẹp tiệm vé số của ông sĩ. Khoảng 30 phút sau, anh dẫn lành, hưng, đồng phúc, phước và an mang theo hung khí đến nhà ông sĩ đánh tới tấp. Ông sĩ may mắn thoát nạn, chạy đến công an phường trình báo. Khi ông sĩ vừa quay về nhà thì tiếp tục bị các đối tượng dùng mã tấu, tuyết sắt, giao tấn công. Tổ tuần tra công an phường đến hiện trường phát hiện, bắt giữ lành và thu hai bình xịt hơi cay, hai tuyết sắt, một cây dao. Kiểm tra tại quán nhậu Nam Sơn quán 3, công an thu giữ chín tuyết sắt, một thanh đao, một thanh kiếm. Công an tổ đức đã bắt anh lành. Ngoài những vụ cưỡng đoạt tài sản, đâm thuê chém mướn, băng nhóm của Ti Điên còn thực hiện nhiều vụ cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản tại bến xe miền Đông. Chúng cho ông Đê chủ xe Hồng Đầu, Đà Nẵng vay 90 triệu đồng mỗi ngày trả 900.000 đồng, do không có tiền trả lại, ông đê bị chúng đánh hội đồng tí điên cho chị thủy ốc chủ quán ốc trên đường đê bến xe miền đông vay tiền nhưng chị thủy ốc không có khả năng chi trả chúng đã lấy luôn quán ốc của chị anh xê nhân viên của công ty an bình vay tí điên 60 triệu đồng với lãi suất 300 trăm đồng ngày nhưng không có tiền trả nên bị chúng dọa đánh và lấy luôn quán dê 8 của anh để trừ nợ đại tá nguyễn tri phương phó cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bộ công an phía nam trưởng ban chuyên án 113 t cho biết tình hình hoạt động của băng bảo kê cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản cố ý gây thương tích tại khu vực bến xe miền Đông do Tí Điên cầm đầu hết sức phức tạp, gây mất an ninh trật tự và hoang mang cho các doanh nghiệp vận tải hành khách tại bến xe miền Đông. Các đối tượng thao túng các hệ thống quản lý bảo vệ khu vực bến xe. Băng nhóm của Tý Điên có hàng chục đối tượng gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản và diễn ra từ đầu năm 2010 đến nay. Vì các đối tượng quá hung hãn manh động nên các nạn nhân sợ chúng trả thù bị đe dọa nên không dám tố giác. Hoạt động của các đối tượng này hết sức công khai, chúng luôn có hung khí và vũ khí nóng trong người và sẵn sàng thanh toán. Bất cứ ai cản đường chúng, tí Điên có mối quan hệ mật thiết với lực lượng bảo vệ pháp luật tại khu vực Bến Xe miền Đông. Trước tình hình này, C45 phía Nam tập trung, thu thập tài liệu làm rõ một số vụ có liên quan đến tí Điên và có biện pháp ngăn chặn. Sau 3 năm lật dở, từng hành vi phạm tội của ông Trùm Giang Hồ Tiểu Điên như tin đã đưa ngày 21 và ngày 22 tháng 3, C45 đã tổ chức bao vây bắt thành công tí điên và những tên đàn em thân cận vụ triệt phá băng nhóm giang hồ của tí điên bất ngờ đến nỗi nhiều người vẫn không tin đó là sự thật thông tin của chúng tôi gửi cho các bạn đến đây là hết xin chào tạm biệt